Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Và trong clip ngày hôm nay thì em Hải rất là vinh dự khi được giới thiệu đến các bác và anh em một mẫu vang cơ hàng nhập khẩu chính hãng, chính ngạch mang thương hiệu của GD Vũ Tim. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng của Đức và được sản xuất tại Trung Quốc. Và đây là hàng nhập khẩu chính ngạch có CO sơ quy của công ty Đồng Việt. Đấy, hàng chính hãng của GD Vũ Tim và thương hiệu quốc tế có 28 năm thương hiệu gây dựng thương hiệu này được gây dựng từ Germany của Đức, được chứng nhận. Nhà phân phối gồm GD Vũ Tim, Koda, Đông BN, có mã QR các bác có thể check để kiểm tra hàng chính hãng nhé. Và đây là phiên bản mới nhất của GD Vũ Tim. Nếu các bác mà đam mê âm thanh từ lâu thì sẽ nghe đến những thương hiệu GD Vũ Tim như các chiếc vang cơ lai số KM50X, KM80X, KM9X, KM320. Đó, là những chiếc vang cơ mà làm mưa làm gió trên thị trường âm thanh Việt Nam vài năm trước. Thì bây giờ thương hiệu GD Vũ Tim đã cho ra những phiên bản mới gồm những đẩy này, vang, mic, loa, nâng. Ở trong đó thì các dòng vang cơ KM50X Brabus này là phiên bản mới nhất này, có tích hợp những tính năng công nghệ mới như là AUX này, cổng quang và Bluetooth để theo đuổi với những công nghệ đời mới, những chiếc TV hay những chiếc điện thoại hiện nay và nhu cầu của khách hàng hiện nay. Thì ngày hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu đến các bác và anh em cũng như là mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của chiếc vang cơ lai số GD Vũ Tim KM5X này. Thiết kế là mặt phai nhôm và đây là thiết kế kiểu hai thái cực, đối cực đúng không ạ? Một bên là trắng, một bên là đen. Đó, đối cực nhau. Nhìn cũng là một cái điểm nhấn rất là đẹp mắt, bắt mắt đối với mẫu vang cơ này. Hai bên này có hai tay sách cắt CNC rất là gọn và vuông, cảm giác chắc chắn cực kỳ luôn. Đấy, rất là dày nhá các bác nhá. Cắt CNC này. Rất là dày, phai nhôm cực kỳ dày. Và nước nguồn ở bên trái. Và chiếc vang cơ lai số này thì gồm 8 chế độ karaoke khác nhau, gồm những chế độ như là echo reverb. Đấy. Và đa phần thì các chế độ này thì em sẽ để chế độ 5 là chế độ echo reverb để mọi người hát cùng hát. Để chỉnh chế độ ở đây. Màn hình hiển thị các chế độ volume to nhỏ của vang nhại và các phím chỉnh của delay, repeat, reverb. Ở phía trước thì sẽ có hai cổng mic và hai volume to nhỏ của hai cổng mic. Và chiếc vang cơ này thì có tích hợp ester là nâng tiếng. Nâng tiếng này là dành cho nâng tiếng mic các nhá. Đó. Nó tích hợp một hai trong một. Có cả phần của những chiếc nâng tiếng. Đúng không? Những chiếc nâng tiếng thì ở đây trên chiếc vang cơ này nó đã tích hợp thêm cả phần nâng tiếng của tiếng mic này. Đó. Thì nếu các bác có lóc xì hay là nâng tiếng thì các bác nên đấu trên vang, bởi vì bản thân chiếc vang cơ này phần mic của nó đã có nâng tiếng rồi, cho nên là các bác không cần đặt nâng tiếng bên dưới mic nữa, hoặc là các bác không cần dùng nâng tiếng cũng được. Đấy, còn dùng nâng tiếng thì để cho nâng tiếng nhạc lên nó bass chép, nó bay hơn và nghe nó tí tách hơn. Đó. Đây là bass trung chép của phần mic và preset là giới hạn âm lượng, volume to nhỏ của mic và bass trung chép của nhạc, preset là giới hạn là khóa âm lượng của nhạc. Và tín hiệu đầu vào thì gồm có AUX, cổng quang, Bluetooth. Và phía sau thì cũng rất là đơn giản, cực kỳ dễ cắm không nhá. Đây, hai cổng output chính là hai cổng Reply, hai cổng Reply là dùng jack Canon. Và các cổng mic 1, 2, 3, phía sau có 3 cổng mic nữa. Tổng cộng là có 5 cổng mic cơ, cực kỳ nhiều cổng mic đúng không ạ? Và một output center này. Đó. Và sẽ có tinh chỉnh bass trung chép của phần center này, phần tín hiệu center này. Và súp là đấu bằng jack 6 ly, đấu bằng jack 6 ly bass out này, cái súp bác đấu súp điện hay súp hơi đấu từ đây ra nhé. Và cắt cốt này, volume to nhỏ của súp. Tín hiệu đầu vào, AUX, cổng quang, Bluetooth. Một thương hiệu rất là nổi tiếng. Thương hiệu có 28 năm gây dựng, đến từ Germany ở Đức này.
và nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam thì phân phối các hãng như là Grigoutin, Koda, Đông, BN, Grigoutin.vn. Các bác có thể check được mã QR này. Và giá của chiếc Vanker KM5X này cũng giá cực kỳ hấp dẫn. Khi các bác liên hệ trực tiếp qua Hiếu Minh Audio thì bên em sẽ báo giá tốt nhất từ các bác và anh em nhé. Thì bây giờ em sẽ để chiếc Vanker này lên để test thử những bài nhạc, bài karaoke. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé.
Ok, vừa rồi thì các bác vừa trải nghiệm một bài karaoke với chiếc Vanker lai số Gutin Brandroot 50X. Bác nào có nhu cầu về sản phẩm trên cũng như là cần hỗ trợ về các sản phẩm thanh có thể liên hệ qua anh Hồ Minh hoặc số điện thoại online. Thì cơ sở miền Bắc em có số hotline là 0919182233 và 086999729. Cơ sở miền Nam có số hotline là 0982352313. Hiện tại thì bên em đang có hai chi nhánh bán lẻ. Ngoài Bắc có trụ sở tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Trong miền Nam có trụ sở tại 48B Cư Xá Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe Sương khoảng 500 đến 700 mét. Và Hiếu Minh Audio có hỗ trợ trả góp các bác và anh em nhé. Và bây giờ thì em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.